Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Wendy Phạm khóc ngất bên di ảnh của người mẹ quá cố, mong rằng tất cả thủ tục sẽ được sớm hoàn tất để tro cốt Phi Nhung được trở về đất Mỹ. Theo thông tin được biết, tro cốt của Phi Nhung sẽ được chuyển phát nhanh sang Mỹ vì bây giờ dịch dã nên không ai có thể mang tro cốt của cô sang được. Ca sĩ Jay-Z Phương Trinh vừa chia sẻ những hình ảnh lễ cầu siêu tưởng nhớ Phi Nhung được tổ chức tại Mỹ. Jay-Z Phương Trinh cho biết lễ cầu siêu diễn ra tại tỉnh xá Giác An trong phạm vi gia đình với sự tham gia của người thân và số đồng nghiệp. Anh Đỗ Quang Trí đã vô cùng bàng hoàng khi nhận tin Phi Nhung qua đời, bởi lẽ theo hồ sơ bệnh án, sức khỏe của cố ca sĩ đã có những diễn biến tích cực khi nhận kết quả âm tính lần 2 vào ngày 14 và ngày 22 tháng 9. Hơn nữa, quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng thể rõ được sự kiên cường, cố gắng của giọng ca bông điên điển trong suốt quá trình điều trị COVID-19. Chia sẻ về một phần nguyên nhân khiến cố ca sĩ không thể qua khỏi, anh Đỗ Quang Trí xúc động cho hay: "Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất của chị có. Nhưng có lẽ 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục. Nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng." Trước những dòng tâm sự, hồi tưởng kể trên, giới nghệ sĩ cùng khán giả nhanh chóng để lại bình luận, bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Phi Nhung. Ước rằng có hai chữ giá như chị mẹ về Mỹ, giá như chị mẹ đã tiêm vaccine và giá như hai lần âm tính ấy, chị mẹ phục hồi luôn. Chị mẹ hãy nghỉ ngơi đi ạ. Chị đi trong vinh quang em à, cũng đã xứng đáng một kiếp người. Chỉ có đau thương và nước mắt, hai ơi. Có những người ra đi để lại cho đời những di sản quý báu, đó là nhân cách của họ. Thực sự ngưỡng mộ tấm lòng Bồ Tát của chị, xin cúi đầu chào chị với tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.